Hello chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn get key được phiên bản mới nhất của Ho Hook là phiên bản V4. Và trên kênh của mình thì đã có rất là nhiều video về cái phiên bản này rồi. Và dạo gần đây thì cái video đó nó nổi lại, nó lên view. Và mình thấy rất nhiều bạn vẫn chưa biết cái get key. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất để các bạn get key nhá. Để get key được thì các bạn sẽ bấm vào chữ get key cho mình đó, bấm vào chữ get key, các bạn bấm 2-3 lần. Bấm sau đó thì nó sẽ hiện ra cái chữ copy key đấy này. Đó, khi nó hiện ra cái chữ copy key như thế này thì các bạn sẽ đóng game đi, và đóng game đi cho mình, và các bạn sẽ sử dụng cho mình cái Google Chrome. Đó, dùng Google Chrome nhá. Bây giờ mình sẽ đóng game đi. Mình sẽ đóng game đi và mình sẽ vào lại Google Chrome. Các bạn sẽ bấm lại vào cái Google Chrome và các bạn mở cho mình cái tab mới. Đó, mở cho mình cái tab mới nhá. Các bạn dán cho mình cái link key vào đây. Đó, các bạn dán vào. Nếu như cái Google Chrome nó không cho mình dán á, không cho mình cái dán link key á, thì các bạn sẽ sử dụng cái Safari. Đó, cái Google Chrome của mình thì dạo này nó đang ảo ảo, nó không cho mình copy. Thì mình sẽ bỏ nó luôn, mình sẽ dùng cái Safari nhá, cái trình duyệt của iPhone. Sau đó các bạn dán vào đây, các bạn sẽ bấm tìm cho mình. Đó, các bạn bấm tìm cho mình và các bạn sẽ đợi. Các bạn sẽ đợi cho mình nhá. Ở bước này thì các bạn sẽ bấm, nó sẽ yêu cầu các bạn làm 3 checkbox này. Thì các bạn sẽ bấm vào tôi là người. Đó, thì nó sẽ load. Cái bước này thì nó xác minh các bạn là con người thôi. Thì các bạn sẽ tìm theo những cái hình, còn theo nó yêu cầu thì mình cũng rốt tiếng Anh này, không biết là nó đang bảo mình động vật. Nó mình cứ đại loại là động vật thì mình sẽ bấm vào đây, gấu đi xe này, các bạn cứ nhìn cái hình nhá. Đó, gấu đi xe thì các bạn sẽ bấm vào, các bạn cứ tìm cái hình nào có con gấu thì các bạn bấm vào. Còn đây một chút mình sẽ bỏ đi, tiếng Anh của mình nó hơi ngu cho nên là cái bước này nó hơi khó khăn thôi. Còn các bạn nào mà muốn nhanh thì các bạn sử dụng Google dịch. Còn bây giờ thì các bạn sẽ chuyển sang cái Continue with Roadmap cho mình. Đó, các bạn bấm vào đây cho mình. Các bạn đừng bấm vào cái link trên nhé. Bấm vào cái link trên thì get key nó sẽ rất là lâu. Các bạn sử dụng cái Roadmap này thì nó sẽ get key nhanh hơn rất là nhiều. Ở bước này thì các bạn sẽ bấm vào quát ở video. Thì nó sẽ mở sang cái kênh YouTube. Thì các bạn nhanh tay bạn tắt đi. Các bạn quay trở lại cái bước này, các bạn đợi. Thông thường thì cái bước này nó sẽ yêu cầu các bạn đợi khoảng 30 đến 35 giây. Nhưng mà mình cũng không biết chính xác được cái thời gian đợi là bao nhiêu lâu. Thì các bạn cứ đợi cho mình. Đó, các bạn cứ đợi cho mình nhá. Khi nào đủ thời gian thì nó sẽ tự động tích V vào cái quát ở video, và nó sẽ tích V vào cái unlock content, và nó sẽ mở khóa tất cả những cái nội dung này. Thì các bạn cứ đợi đi. Đó, mình cũng không nói trước được là bao nhiêu thời gian đâu, tại vì có những cái job nó rất là nhanh, có những cái job thì nó lại rất là lâu. Nhưng mà khi các bạn làm đến cái bước này rồi thì chắc chắn nó sẽ tích V, chắc chắn nó sẽ mở khóa cái nội dung. Thì các bạn cứ đợi đi. Đó, như cái video này của mình thì mình sẽ quay một shot được luôn và mình sẽ không chỉnh sửa, không cắt ghép nhá. Ở cái chiếc bon 2 này các bạn làm tương tự, các bạn sẽ xác minh các bạn là con người. Thì đợi nó một chút, sau đó thì nó sẽ hiện ra cái hình. Đó, các bạn đợi một chút nhá. Mình có điện thoại. Ở cái bước này thì các bạn sẽ bấm vào cái Continue with Roadmap này. Đó, bấm vào cái này cho mình. Thì nó tương tự như cái bước vừa nãy thôi. Cái bước vừa nãy thì nó cũng tương tự như vậy. Đó, ở đây thì các bạn sẽ bấm vào quát ở video thì nó mở ra cái kênh YouTube, thì các bạn nhanh tay các bạn tắt đi. Còn quay trở lại cái này cho mình. Đó, các bạn sẽ đợi. Ở lần này thì nó sẽ có thời gian nhá. Nó sẽ yêu cầu các bạn đợi khoảng 30 giây. Đó, đủ thời gian đủ 30 giây thì nó sẽ tự động tích V vào cái này. Sau đó thì nó sẽ mở khóa cái này và nó sẽ mở khóa cái unlock content. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Nói chung là trên kênh của mình cũng đã khá là nhiều video hướng dẫn cách get key cái phiên bản này rồi. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn lần đầu tiên sử dụng cái phiên bản này thì các bạn lại không biết cách get key, và các bạn bình luận lại ở trên kênh của mình rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video chi tiết luôn. Cái video này thì sẽ quay một phát được luôn và không chỉnh sửa, không cắt ghép. Đó, nó sẽ giống hệt những cái video mình hướng dẫn cách để cài đặt. Đó, bây giờ thì các bạn cứ tích vào những cái hình mà nó yêu cầu. Đó, cứ tích đúng vào những cái hình mà nó yêu cầu nhá. Không biết tiếng Anh thì các bạn có thể nhìn cái hình ở bên trên này. Đó, nó yêu cầu mình tích vào những cái hình của con gấu thì mình chỉ cần làm tương tự thôi. Sau đó thì mình sẽ bấm vào cái lốt lát. Đó, cái phiên bản này thì nó yêu cầu mình phải get key 3 lần. Nói chung là nó cũng nhanh thôi. Các bạn bỏ ra 4-5 phút các bạn get key, và mỗi một ngày các bạn cần phải get key một lần, thời gian là 24 tiếng. Ví dụ là bây giờ là 4 giờ chiều của ngày 22 tháng 10 mình get key, thì đến tầm này ngày mai là 4 giờ chiều ngày 23 tháng 10 thì mình mới cần phải get key lại. Nói chung là bỏ ra 5 phút mà sử dụng được cả một ngày thì nó cũng khá là ok. Còn cái phiên bản Delta thì các bạn chỉ cần get key có một lần thôi là các bạn dùng được 48 tiếng, tức là 2 ngày. Đó, hôm qua mình get key thì đến tầm này ngày mai mình mới phải get key. Đó, rất là nhanh như vậy thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào unlock content cho mình là nó sẽ tự động get key xong. Và sau khi get key xong thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái key này. Thì các bạn sẽ copy cho mình cái link key này.
và các bạn sẽ vào cho mình, đăng nhập lại cho mình, đăng nhập bằng cách là các bạn vào cái trang zolog.com nhá. Các bạn sẽ vào trang zolog.com, các bạn sẽ bấm vào trình duyệt cho mình, sau đó thì các bạn sẽ đợi đó, các bạn sẽ đợi và các bạn sẽ vào cái blog food cho mình, bấm vào blog food thì nó sẽ hiện ra cái nút đăng nhập đó, bấm vào cái blog food này, sau đó thì các bạn sẽ bấm mở cho mình, bấm vào nút play ạ, bấm mở lên cho mình thì nó sẽ hỏi, các bạn sẽ bấm cho phép cho mình thì ngay lập tức nó sẽ mở cái game blog food ở trong phiên bản Delta VNG. Sau đó thì các bạn sẽ vào phiên bản Delta VNG và các bạn dán cho mình cái script Ho Hook V4. Sau khi dán xong thì nó sẽ mở ra cái menu để các bạn dán key, thì các bạn sẽ dán cái key mà các bạn vừa copy vào đây. Nó hơi lằng nhằng một chút nhưng mà khi mà các bạn sử dụng quen rồi thì nó rất là đơn giản. Và các bạn cố gắng xem hết cái video của mình thì chắc chắn các bạn là các bạn sẽ get key và các bạn sẽ sử dụng được cái phiên bản Ho Hook ở trên iPhone, trên phiên bản Delta trên iPhone nhá. Đó, mình đang sử dụng con iPhone rất là nát, con này của mình thì cấu hình rất là nát, rất là yếu, cực kỳ yếu luôn các bạn ạ, tại vì con này nó không phải là zin, phiên bản không phải, con máy này không phải máy zin, cho nên là mình dùng nó rất là nóng. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào cái ngôi nhà này, các bạn sẽ bật cho mình cái phiên bản Ho Hook lên. Các bạn đợi một chút ở trên iPhone thì các bạn sẽ đợi cho mình một chút nhá, tầm khoảng 10 20 giây thì nó sẽ chạy chạy cái script này và nó sẽ mở cái menu lên. Thì sau khi có cái menu thì các bạn dán cái link key vào đây cho mình. Đó, dán cho mình cái link key vào đây, bấm vào đây này. Đó, bấm vào để các bạn dán lên cho mình. Đó, các bạn dán vào cho mình. Bấm dán, sau đó thì các bạn sẽ bấm cái submit key, bấm submit key cho mình thì nó sẽ tự động về đi cái key này. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ check key và nó sẽ về đi cái key. Đó, như vậy là mình đã về đi thành công cái phiên bản này. Cái video này là video chi tiết nhất có thể rồi. Thì hy vọng là các bạn xem video, các bạn đừng có tua, và các bạn thấy video của mình mà hay thì nhớ cho mình một like, một subscribe để mình có động lực để làm nhiều video hay, và khuyến khích anh em xem, một yêu cầu nhỏ 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 thôi. Quay trở thì ok, bye bye, chào mọi người.